số anh chị em cũng rất là ngạc nhiên, là vì đại đa số ai cũng biết là Lê Đa với anh Sơn. Và quý vị thấy là những cái tấm hình model đẹp nhất của năm 2011 đó là cô Linda của chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt, và anh cũng như là các cháu đã dành toàn cái thời gian, cũng như là anh Sony đã chụp hình và in ra những cái tấm poster này để gửi đến cho tất cả các quý vị. Thứ nhất là chiêm ngưỡng cái dung nhan của cô model 2011. Kế đến là chúng ta cũng biết qua cái tài nhiếp ảnh gia của anh Sony. Đó là một cái điều mà anh muốn nhắn gửi với tất cả của chúng ta. Và đêm hôm nay là một cái đêm rất là vui, là vì người mẹ cũng là ngày sinh nhật mà người con đúng vừa 18 tuổi, đó là cháu Douglas. Và trong chốc lát thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái vui vào cái ngày sinh nhật của Linda cũng như là cháu Douglas tối hôm nay. Một cái điều mà anh Sơn hồi lúc đầu anh nói với Long là anh rất là vui, là vì có tất cả các sự tham dự đông đủ của tất cả các anh chị em. Sự hiện diện của quý vị là một cái niềm vui cho anh Sơn cũng như chị Linda. Tuy là cái ngày sinh nhật là cái điều mà mỗi một người trong chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta đến với nhau bằng cái tình thân hữu, cái điều đó mới là quan trọng. Và đêm hôm nay sự hiện diện của quý vị đã nói lên cái tình yêu thương mà quý vị đã dành cho anh Sơn cũng như chị Linda tối hôm nay. Vâng, thôi thì Long cũng không sẽ không có giới thiệu nhiều về anh Sơn chị Linda, là vì tất cả chúng ta đây ai cũng biết anh chị rất là nhiều, sinh sống ở Seattle đã lâu năm và rất là sự hoạt động của chị trên là cực kỳ ốc ở đây, mà mọi người cũng biết chị khá nhiều. Thôi thì chúng tôi cũng lại không dám giới thiệu về cái business nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cháu rất là đúng 18 tuổi cái ngày mà anh Sơn đã từ lâu rồi, tại vì sao tối hôm nay không hay dọn nhà ra rồi 18 tuổi. Cái ngày hôm nay là cái ngày mà anh Sony anh chờ lâu lắm. Còn cái người kia đó mặc dầu là trên 18 nhưng anh vẫn phải giữ, tại vì con kia mà cô đi là anh cũng mệt lắm. Chúng tôi mượn cái không khí của nhà hàng Tri Ân Quán để chúng ta cùng nhau ngồi lại. Thứ nhất là chia sẻ cái niềm vui với chị Linda của anh Sony. Kế đến là tối hôm nay là một cái dịp để cho anh chị em chúng ta gặp gỡ nhau, chào hỏi nhau trong suốt một tuần hay là một tháng, đôi lúc thời gian cũng đã lâu mà chúng ta không có gặp nhau. Và biết đâu chừng tối hôm nay là một cái đêm mà chúng ta lại gặp gỡ và biết thêm nhiều cái người bạn mới. Đó là cái điều chính nhất trong tối hôm nay. Và trước khi mà chương trình đã bắt đầu thì Long cũng xin được phép tất cả quý anh chị dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Hùng Rock Sài Gòn Band. Anh sẽ là người đảm nhiệm chương trình keyboard tối hôm nay. Và đây mà quý vị thấy chữ DJ Kimbo, đây là người con thứ hai của anh Sơn và chị Linda. Một tràng pháo tay cho Kimbo. Tại vì nó nhỏ mà nó lấy cái chữ kim bồ mà quý vị. Anh chị nếu mà yêu văn nghệ và muốn hát với nhau cho nhau nghe tối hôm nay, do đó quý vị cũng có thể nói với Long và Long sẽ tuần tự để sắp xếp để chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếng hát của mình trong một ngày cuối tuần, cũng như là chúc mừng cho ngày sinh nhật của chị Linda. Thôi thì bây giờ để Long bắt đầu cái buổi tiệc ngay sau đây, xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị Linda. Xin mời Linda lên sân khấu. I want Douglas, why don't you come to the stage? Douglas, you're 18! Và với cái không khí vui nhộn như thế này thì Long nghĩ rằng là chúng ta nên cùng nhau hát để chúc mừng sinh nhật cho hai mẹ con tối hôm nay. Một người từ 18 tuổi, anh Sơn anh vui, một người thì anh còn vui hơn là người từ 19 tuổi. Nhưng mà người chúc mừng sinh nhật cho cô con gái. Nhưng mà Long có cái khuyến cáo là cái này nó hơi bự. Đúng ra mình nên tặng cho nhau những cái gì nó nhỏ nhỏ, chẳng hạn như hộp xoài. Xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho Linda và em Douglas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you.
hôm nay á em xin thôi giờ xin chị xin em không biết thôi, cho em xin tên Linda đi nha. Linda. Dạ. Cảm ơn các anh chị, các em và các bạn đã đến đây để mừng sinh nhật cho Linda. Cháu Douglas. Actually thì Linda không có tính mở mà tự mình handle không nổi nên không dám mời đâu. Nhưng mà tại vì hôm nay là sinh nhật của cảm ơn hả? Sinh nhật của thằng con được 18 tuổi, mừng quá. Coi như bây giờ là I'm almost you know done for my work. So that's why I just want to have a big birthday for him, birthday party for him. And first of all thì cảm ơn các bạn rồi, cảm ơn các anh chị rồi, cảm ơn các em rồi. Thì giờ cho Linda cảm ơn ông xã là Sunny. Sơn anh đã bỏ rất là nhiều thời gian, tại vì Linda lâu lắm rồi không có chụp hình. Hồi chụp năm 2006, bây giờ cái căn nhà này càng mừng quá cái, nên không có máy chụp hình, không ăn ảnh nên không dám chụp. Xong rồi anh Sunny nói thôi em ơi, em mua cho anh cái máy mắc tiền chút xíu đi. Xong rồi Linda vậy cũng nghe ảnh dụ nên tốn hết $8,000 rồi. Bây giờ 4 cái tấm hình này là $8,000 đó nha quý vị. Cảm ơn ông xã. Anh cảm ơn anh Uy Long đã lên để hát tụi em để mà làm cái em xin tới thầy You Are The Best. Dạ. Em cũng cảm ơn chị Ánh. Chị Ánh ơi, cảm ơn chị đã hết em tổ chức cái bữa birthday party today. So I hope that next month you have another birthday party. Thank you. Vâng, chưa. Nhưng mà bây giờ mình nghe Linda nói rồi. Nhưng mà hồi nãy chị có nói rằng là một cái người mà rất là mắc tiền mà lại còn dễ dụ nữa. Không biết là mấy anh này dụ như thế nào. Thôi thì nhân đây thì là cũng xin được phép quý vị một tràng pháo tay để chào đón anh Sunny. Xin mời anh Sunny lên khấu. Mới dụ lên ra không biết dụ mấy đem mình gì đây. Thank you anh Quyên Long. Dạ, Cindy cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn tới đây chơi. Thì nãy giờ ai cũng nói nhiều quá rồi, bây giờ mình nói nữa thì chắc cũng không ai nghe đâu. Thì Cindy xin chúc các bác business năm nay được làm ăn tấn tới được nhiều hơn những năm trước. Rồi chúc các anh chị mà có family đó thì được 4 mùa ấm áp. Và riêng các bạn single thì xin đi chúc là sẽ tìm được cái người tình lý tưởng và công viên đã vui trở lại. Ở đây đó thì để cho Cindy hát tặng cho Linda hai bản nhạc liên tiếp. Rồi quý vị ráng nghe giùm nha. Trong trái tim anh
Lomi giới thiệu cũng hơi nhiều, nhưng mà chưa có các cái ca sĩ nào mà ca ngắn như anh này nữa. Nãy giờ còn được yêu cầu mo nữa. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe lời cảm ơn của Linda cũng như là Sony. Thì nhân đây Long cũng xin được phép mời cháu Douglas lên sân khấu để có đôi lời cảm tạ đến tất cả quý ông bà và anh chị đã đến chung vui với cháu nhân cái dịp mà cháu được 18 tuổi cũng như là một ngày sinh nhật cho chị. Try, he told me that he's so happy. This is the best night for him forever. Because I'm gonna have to be worried about Douglas anymore. He 18, he can be on his own feet and he's good to go. He still got Kevin though. Oh, he still got him? Yeah. Well, then he got the worry for another few more years, doesn't he? Well, okay, why don't you just say thanks to everyone that coming in to celebrate your birthday and your mom tonight? Thank you everybody for coming tonight. I really appreciate it. I know my mom really appreciates it. And yeah. Ôi trời, bố này cũng giống bạn nó, con này cũng giống bố nha. Bố nó ca sĩ hát đó. Hai phút. Nó nói cũng hai chữ. Con biết tiếng Việt không? Say that Vietnamese say song rất là buồn. No. Okay, rất là happy birthday. Xin mời một tràng pháo tay phân tán cho đó là thầy say kim của thầy. Gia đình này rất lạ vậy. Trời gió sao buồn. Hôm nay mình em lẻ con. Lắm nó là cái gì đó, quên trời.